Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Facebook của HD Radio. Và để tiếp theo những series giới thiệu của và cũng như trải nghiệm sản phẩm của HD Radio thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một mẫu loa kéo di động được cho ra mắt năm 2020 của hãng Arian. Nó có tên model là MK2 Line. Đây là một mẫu loa mà hãng đã tích hợp đầy đủ những tính năng công nghệ mới nhất trên trường hiện nay, bao gồm hai tay micro giống như này, giống sóng UHF giúp cho tiếng hát rất là trong trẻo. Ngoài ra thì còn có một remote để chúng ta hoàn toàn có thể hiệu chỉnh âm thanh ở trên chiếc remote này. Và cũng không thể thiếu được là cổng cắm nhạc cụ và cổng cắm USB. MK2 Line có công suất 80W nên chúng ta hoàn toàn có thể là mang ra ngoài trời hoặc để trong nhà. Đối với những căn hộ chung cư không sử dụng những âm thanh quá lớn thì MK2 Line hoàn toàn phù hợp. Và tại sao mình nói MK2 Line đặc biệt là vì hãng trang bị cho MK2 Line một bộ chip xử lý âm thanh kỹ thuật số giúp cho âm thanh rất là trung thực, tiếng bass rất là gọn chắc và tiếng mic rất là nhẹ nhàng và bay bổng. Và để biết được MK2 Line nó hay như thế nào thì ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chất âm của MK2 Line nhé. Và một điều rất là đặc biệt ở chiếc loa kéo di động MK2 Line này là mức giá chỉ với 5.580.000 đồng là các bạn đã sở hữu hoàn toàn chiếc loa MK2 Line này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ thử test một đoạn nhạc ADM xem tiếng bass của MK2 Line như thế nào nhé. Loài người mùa yêu khi muốn ngỏ vụng về.
ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến ngưỡng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sao, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngượng trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở không chốn, nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn siết anh từng cơn. Em hỡi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi tình ơi chạy đi. Chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay, anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không em lòng anh đưa đông giá băng theo chiều tan màu mưa, một lần xa vòng tay của em là bao quá hồn lòng. Nhìn vào mắt của em giờ đây
cũng chẳng còn em. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã được cùng nhau trải nghiệm chất âm của chiếc loa kéo di động đến từ thương hiệu Arian có tên MK2 Lite. Các bạn cảm thấy chất âm của MK2 Lite như thế nào thì hãy để lại comment ở phía bên dưới video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like kênh fanpage của HD Radio. Và bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.